Nhà đẹp Apollo Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, chúng tôi rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong chuỗi hành trình khám phá các mẫu nhà đẹp trên khắp mọi miền đất nước. Nếu quý vị đang có nhu cầu sở hữu một công trình đẹp theo phong cách tân cổ điển 3 tầng 1 tum với 4 phòng ngủ thì hãy theo dõi video ngày hôm nay để khám phá một công trình nhà đẹp vô cùng hoành tráng và ấn tượng. Trước tiên, quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để hàng tuần cùng chúng tôi đón nhận thêm nhiều công trình đẹp nữa nhé. Được xây dựng với tổng diện tích lớn, mẫu lâu đài tại Hải Dương gây ấn tượng bởi sự bề thế, hoành tráng với những hoa văn, phào chỉ, hệ thức cột và hệ thống mái chóp đã góp phần nâng tầm giá trị, mang đến cho chú Dũng một công trình để đời, một không gian sống đẳng cấp bậc nhất hiện nay. Nhìn tổng thể mẫu lâu đài đẹp, chắc chắn quý vị sẽ thấy một không gian ngoại thất có sự phối hợp màu sắc đầy tinh tế. Toàn bộ không gian tầng 1 được sơn màu vàng kim xả đá, mang tới sự lộng lẫy, đồng thời sử dụng tông màu này cũng giúp công trình không bị bụi bẩn từ môi trường và thời tiết. Toàn bộ không gian tầng 1 được sơn màu vàng kim xả đá, mang tới sự lộng lẫy, đồng thời sử dụng tông màu này cũng giúp công trình không bị bụi bẩn từ môi trường và thời tiết. Khối kiến trúc tầng 2 và tầng 3 được sử dụng màu vàng kem của các mảng tường và màu trắng tinh khôi của các hệ trụ cột, tạo nên nét đẹp hoài niệm và cổ kính, giúp tôn lên nét đẹp của những hoa văn, phào chỉ và tạo nên nét đẹp độc đáo riêng cho công trình. Một tòa lâu đài đẹp thì không thể không kể đến sự góp mặt của hệ thống mái man sát và tôn chóp. Quý vị có thể quan sát thấy, kiến trúc sư đã sắp xếp có chủ định với một khối mái man sát lớn bao trùm toàn bộ, nâng đỡ phía trên là khối chóp, giúp công trình trông bề thế, hoành tráng hơn. Ngoài ra, hệ mái cũng được tô điểm nhờ các chi tiết như lan can mái, cửa sổ mái vòm hay chi tiết ly vàng được sơn nhũ vàng trên nền đen hệ mái. Bên cạnh đó, mái chóp còn được trang trí bằng hệ thống con sơn, trụ cột Ionic Mini với phần đầu cột trông như mũ vương miện của những vị vua quyền thế. Thêm vào đó là hệ thống cửa sổ mái được làm bằng cửa gỗ gõ đỏ, càng khẳng định được đẳng cấp và vị thế của gia chủ. Thưa quý vị, ngôi nhà đẹp tuy được thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ, nhưng được các kiến trúc sư sáng tạo khiến cho ngôi nhà có sự mới mẻ và phù hợp với kiến trúc hiện nay. Kiến trúc sư của chúng tôi đã vận dụng hoàn hảo vẻ đẹp của nghệ thuật phi đối xứng trong việc sắp xếp bố cục của ngôi nhà với mảng chính, mảng phụ được phân biệt rõ ràng. Trong đó, mảng chính làm trung tâm, mảng phụ sẽ góp phần tôn vinh vẻ đẹp của mảng chính. Thưa quý vị, nhắc đến những công trình được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, không thể không nhắc đến hệ thống trụ cột được bố trí dày đặc khiến cho công trình thêm phần uy phong, vững chắc. Sự kết hợp của các cột vuông tròn lấy cảm hứng từ các thức cột Hy Lạp cổ đại với những trụ cột vuông và tròn đan xen. Nếu các trụ cột tròn mỹ lệ, kiều diễm với phần đầu cột được trang trí bởi những cánh hoa, cánh lá cột thì các trụ cột vuông lại giản dị, mộc mạc hơn với đầu cột và chân cột được đắp vẽ to hơn và được trang trí bằng những chi tiết như mặt quy, hoa dây. Các kiến trúc sư không chỉ trau chuốt tỉ mỉ ở trụ cột sảnh chính mà các trụ cột ốp sát chân tường chạy dọc từ sàn tầng 1 đến mái tầng 2 cũng được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Các cặp trụ cột này đều bố trí theo quy luật đối xứng thường thấy trong kiến trúc cổ điển, đã mang đến vẻ đẹp hoàn mỹ cho công trình. Hơn nữa, các cặp trụ cột này còn góp phần nâng đỡ trọng lượng của chướng sảnh và chướng mái, tạo ra kết cấu vững chắc cho tổng thể công trình. Thưa quý vị, những bức tường là một trong những điểm nhấn vô cùng quan trọng làm nên nét đẹp hoài cổ của những ngôi biệt thự phong cách tân cổ. Vì vậy, chướng sảnh và chướng mái được trau chuốt bởi những hoa văn cầu kỳ nhất. Chi tiết vài chướng hình vòm ở hai bên bức chương có sự kết nối với hai trụ cột vuông. Đây là bố cục chính của ngôi nhà, tạo ra sự liên kết, thống nhất trong toàn bộ hình khối của ngôi nhà. Một không gian sống thiết kế khoa học, hợp lý, vừa đáp ứng mục đích sử dụng, làm văn phòng và vừa mang đến sự tiện nghi khi sinh hoạt hàng ngày của các thành viên trong gia đình. Các phòng chức năng gồm có tầng 1, một phòng khách, một phòng bếp ăn, một phòng ngủ master, một vệ sinh chung. Tầng 2, tầng 3, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ master khép kín, hai phòng ngủ, một vệ sinh chung. Tầng tum, phòng thờ, phòng tập gym, vệ sinh, sân chơi, sân phơi. Từ sảnh chính bước vào, quý vị sẽ bắt gặp một không gian phòng khách vô cùng hoành tráng và bề thế. Phòng khách luôn là nơi tiếp đón các vị khách quý đến chơi nhà, hơn nữa còn thể hiện địa vị, phong cách của gia chủ. Tiếp nối đó là không gian phòng ăn được đặt một bộ bàn ghế ăn gồm 6 ghế ngồi được bố trí rất khoa học, hợp lý. Một phòng ngủ master được bố trí cạnh phòng bếp ăn mang tới sự sinh hoạt tiện lợi cho thành viên trong gia đình. Phòng vệ sinh chung được bố trí gọn ở phía cuối nhà vừa đảm bảo kín đáo và sạch sẽ.
để bảo mật thông tin khách hàng, nên chúng tôi xin phép không chia sẻ chi tiết công năng mặt bằng tầng 2, tầng 3 và tầng tum trong video này. Nhờ quý vị vừa tham khảo mẫu thiết kế lâu đài đẹp hot nhất tại Hải Dương. Nếu quý vị mong muốn sở hữu một mẫu thiết kế đẹp như vậy, hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0962 368 892 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Cuối cùng, Apollo Việt xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.